Ý tưởng hồi sinh những sinh vật đã tuyệt chủng là một ý tưởng thú vị. Rất có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ mang trở lại loài voi ma mút, khủng long hoặc những loài động vật đã thất lạc từ lâu khác. Tuy nhiên, có một số thách thức cần phải vượt qua để biến điều này thành hiện thực. Một trong những thách thức lớn nhất là tìm được mẫu DNA phù hợp. Một thách thức khác là đảm bảo rằng sinh vật được hồi sinh có thể tồn tại trong thế giới hiện đại. Môi trường đã thay đổi đáng kể từ thời điểm sinh vật này bị tuyệt chủng. Sinh vật được hồi sinh sẽ cần có khả năng thích ứng với những thay đổi này để tồn tại. Cùng tìm hiểu về vấn đề này trong video ngày hôm nay. Môi trường sống nhân tạo có thể được tạo ra để giảm thiểu tác hại của việc hồi sinh các loài đã tuyệt chủng. Những môi trường sống này có thể được thiết kế để tái tạo môi trường tự nhiên của các loài đã tuyệt chủng, cung cấp cho chúng những nguồn tài nguyên cần thiết để tồn tại. Điều này có thể giúp bảo vệ môi trường và hệ sinh thái khỏi những tác động tiêu cực, vì các loài đã tuyệt chủng sẽ được giữ trong môi trường được kiểm soát. Ví dụ, nếu chúng ta hồi sinh voi ma mút, chúng ta có thể tạo môi trường sống nhân tạo cho chúng ở Bắc Cực. Những môi trường sống này cần phải đủ rộng để hỗ trợ quần thể voi ma mút và chúng cần cung cấp thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn cho voi ma mút. Chúng ta cũng cần theo dõi chặt chẽ voi ma mút để đảm bảo rằng chúng khỏe mạnh và không gây tác động tiêu cực đến môi trường. Tạo môi trường sống nhân tạo cho các loài đã tuyệt chủng là một nhiệm vụ phức tạp và đầy thách thức, nhưng đây là một nhiệm vụ đáng cân nhắc nếu chúng ta muốn giảm thiểu tác hại của việc hồi sinh những loài này. Bằng cách thiết kế cẩn thận những môi trường sống này, chúng ta có thể bảo vệ môi trường và hệ sinh thái khỏi những tác động tiêu cực, đồng thời cung cấp cho các loài đã tuyệt chủng những nguồn tài nguyên cần thiết để tồn tại. Việc hồi sinh các loài đã tuyệt chủng có thể mang lại lợi ích cho ngành y tế bằng cách nghiên cứu những loài động vật này để tìm ra phương pháp điều trị mới cho các bệnh lý hiện đại. Ví dụ, máu của voi ma mút có thể chứa các kháng thể được sử dụng để điều trị các bệnh như ung thư. Nghiên cứu về các loài đã tuyệt chủng cũng có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của bệnh tật và cách phòng ngừa chúng. Một trong những lĩnh vực nghiên cứu hứa hẹn nhất là nghiên cứu về DNA cổ đại. DNA cổ đại có thể được sử dụng để tìm hiểu về cấu trúc di truyền của các loài đã tuyệt chủng, sau đó có thể so sánh với cấu trúc di truyền của các loài hiện đại. Thông tin này có thể được sử dụng để xác định các gen có liên quan đến bệnh tật, và nó cũng có thể được sử dụng để phát triển các phương pháp điều trị mới cho những bệnh này. Ví dụ, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature năm 2013 cho thấy voi ma mút lông cừu có khả năng kháng bệnh than. Phát hiện này dựa trên việc phân tích DNA cổ đại từ hài cốt của voi ma mút lông cừu. Nghiên cứu cho thấy voi ma mút lông xoăn có thể có một gen giúp nó kháng lại bệnh than. Gen này có thể được sử dụng để phát triển phương pháp điều trị bệnh than mới ở người. Một lĩnh vực nghiên cứu đầy hứa hẹn khác là nghiên cứu hệ thống miễn dịch của các loài đã tuyệt chủng. Hệ thống miễn dịch của các loài đã tuyệt chủng có thể cung cấp cho chúng ta những hiểu biết mới về cách chống lại các căn bệnh hiện đại. Ví dụ, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học năm 2016 cho thấy hổ Tasmania có hệ thống miễn dịch đặc biệt cho phép nó chống lại sự lây nhiễm của một số bệnh. Phát hiện này cho thấy hệ thống miễn dịch của hổ Tasmania có thể được sử dụng để phát triển các phương pháp điều trị mới cho các bệnh như HIV và sốt rét. Nghiên cứu về các loài đã tuyệt chủng là một lĩnh vực nghiên cứu đang phát triển nhanh chóng, và nó có khả năng cách mạng hóa cách chúng ta điều trị bệnh tật. Bằng cách nghiên cứu bộ gen và hệ thống miễn dịch của các loài đã tuyệt chủng, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về sự tiến hóa của bệnh tật và cách phòng ngừa. Nghiên cứu này có thể dẫn đến sự phát triển các phương pháp điều trị mới cho nhiều loại bệnh, bao gồm ung thư, HIV và sốt rét. Sự hồi sinh của các loài đã tuyệt chủng có thể mang lại lợi ích cho ngành du lịch bằng cách tạo ra những điểm đến mới và độc đáo cho khách du lịch. Ví dụ, nếu chúng ta hồi sinh loài voi ma mút, chúng ta có thể tạo ra một công viên săn thú voi ma mút nơi du khách có thể nhìn tận cảnh những sinh vật tuyệt vời này. Đây sẽ là một điểm thu hút du lịch lớn và sẽ tạo ra nhiều doanh thu cho nền kinh tế địa phương. Ngoài việc tạo ra các điểm du lịch mới, sự hồi sinh của các loài đã tuyệt chủng cũng có thể giúp thúc đẩy ngành du lịch bằng cách tăng cường sự quan tâm của công chúng đối với thiên nhiên và bảo tồn. Khi mọi người nhìn thấy những sinh vật tuyệt vời này ở cự ly gần, họ có thể sẽ quan tâm hơn đến việc bảo vệ chúng và môi trường sống của chúng. Điều này có thể dẫn đến việc tăng cường hỗ trợ cho các nỗ lực bảo tồn. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho ngành du lịch về lâu dài. Tất nhiên, cũng có một số rủi ro tiềm ẩn liên quan đến sự hồi sinh của các loài đã tuyệt chủng. Ví dụ, nếu một loài được hồi sinh thoát khỏi nơi nuôi nhốt, nó có thể có tác động tiêu cực đến môi trường. Tuy nhiên, những rủi ro này có thể được giảm thiểu bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp, chẳng hạn như tạo rào chắn an toàn cho các loài được hồi sinh. Nhìn chung, sự hồi sinh của các loài đã tuyệt chủng có tiềm năng mang lại lợi ích cho ngành du lịch theo một số cách. Bằng cách tạo ra các điểm du lịch mới và tăng cường sự quan tâm của công chúng đối với thiên nhiên, sự hồi sinh của các loài đã tuyệt chủng có thể thúc đẩy ngành du lịch và tạo ra lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương. Một cơ sở nghiên cứu đặc biệt có thể được xây dựng để tìm hiểu về hành vi, hệ sinh thái và cấu trúc xương của các loài đã tuyệt chủng. Cơ sở này sẽ là nơi ở của một nhóm các nhà khoa học nghiên cứu hóa thạch của các loài động vật và thực vật đã tuyệt chủng. Các nhà khoa học sẽ sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để tìm hiểu về các loài đã tuyệt chủng, bao gồm cổ sinh thái học. Đây là nghiên cứu về mối quan hệ giữa các sinh vật cổ xưa và môi trường của chúng. Các nhà cổ sinh thái học sử dụng hóa thạch để tìm hiểu về khí hậu, địa chất và các điều kiện môi trường khác tồn tại khi các loài tuyệt chủng còn sinh sống. Cổ sinh vật học, đây là nghiên cứu về sinh học của các sinh vật đã tuyệt chủng. Các nhà cổ sinh vật học sử dụng hóa thạch để tìm hiểu về giải phẫu, sinh lý và hành vi của các loài đã tuyệt chủng. Cổ bệnh học, đây là nghiên cứu về bệnh tật ở các sinh vật đã tuyệt chủng. Các nhà cổ sinh bệnh học sử dụng hóa thạch để tìm hiểu về những căn bệnh ảnh hưởng đến các loài đã tuyệt chủng và những căn bệnh này ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và sự sống còn của chúng. Cơ sở nghiên cứu cũng sẽ có một bảo tàng nơi công chúng có thể tìm hiểu về các loài đã tuyệt chủng đã được các nhà khoa học nghiên cứu. Bảo tàng sẽ chứa một bộ sưu tập hóa thạch cũng như các triển lãm tương tác cho phép du khách tìm hiểu về các loài đã tuyệt chủng một cách thực tế. Cơ sở nghiên cứu sẽ là nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà khoa học cũng như công chúng.
Nó sẽ cung cấp một nơi để các nhà khoa học nghiên cứu các loài đã tuyệt chủng và tìm hiểu về sinh học, sinh thái và hành vi của chúng. Nó cũng sẽ cung cấp một nơi để công chúng tìm hiểu về các loài đã tuyệt chủng cùng sinh sống trên trái đất. Với chi phí cao và kết quả không chắc chắn, khó có khả năng chúng ta sẽ thấy bất kỳ nỗ lực nào nhằm hồi sinh các loài đã tuyệt chủng trong tương lai gần. Tuy nhiên, khi công nghệ tiếp tục phát triển, có thể hồi sinh các loài đã tuyệt chủng với chi phí thấp hơn và có cơ hội thành công cao hơn. Tóm lại, việc hồi sinh các sinh vật thời cổ đại như voi ma mút, hổ răng kiếm hay khủng long có thể mang lại lợi ích và tác hại như sau. Đầu tiên là lợi ích, người ta có thể nghiên cứu và hiểu thêm về lịch sử và tiến hóa của các loài động vật từng tồn tại trên trái đất. Có thể giúp bảo vệ các loài động vật hiện có bằng cách tìm hiểu và áp dụng kiến thức từ các loài đã tuyệt chủng, tạo ra cơ hội cho ngành khoa học phát triển và đưa ra các phát minh mới. Về tác hại, việc hồi sinh các loài đã tuyệt chủng có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sinh thái học, có thể dẫn đến sự thay đổi trong chuỗi thức ăn và gây ra những tác động không mong muốn đến hệ sinh thái. Chi phí cho việc nghiên cứu và phát triển công nghệ để hồi sinh các loài đã tuyệt chủng rất lớn. Việc hồi sinh các loài đã tuyệt chủng là một vấn đề rất phức tạp và cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định thực hiện. Có những lo ngại về mặt đạo đức cần xem xét. Một số người tin rằng việc can thiệp vào thiên nhiên bằng cách hồi sinh những sinh vật đã tuyệt chủng là sai lầm. Những người khác lo lắng về tác động tiềm tàng mà một sinh vật được hồi sinh có thể gây ra đối với môi trường. Còn bạn nghĩ thế nào về ý tưởng này? Để lại dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.